vị khách quý thân mến, kính thưa các cô dì chú bác cũng như là tất cả các anh chị em đang cùng có mặt trong buổi tiệc tối hôm nay. Thì 3 năm 9 tháng là một khoảng thời gian không quá dài, tuy nhiên cũng không quá ngắn. Là một khoảng thời gian mà với em Xin và em Hòa là thời gian mà hai em rất là trân quý để có được ngày hôm nay. Ngày tình yêu, ngày hạnh phúc, dần ra thấy được một điều rằng ai đó trong cuộc đời đều cần có một nửa kia. Và tất nhiên rằng hai nửa kia của cuộc đời đang cùng có mặt ở nơi đây. Và tất cả chúng ta đang cùng chúc phúc cho điều đó, chúc mừng cho kỷ niệm ngọt ngào này. Thì xin được mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay thật thật lớn được không ạ? Tất cả chúng ta sẽ cùng chào đón nhân vật chính tối hôm nay. Để tay thật lớn ạ. Và cho buổi tối ngày hôm nay đang cùng hiện diện trên sân khấu này với sự chúc mừng của tất cả chúng ta, thì tất cả chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật thật lớn nữa, cũng như là hai ánh đèn rực rỡ nhất cho tới hôm nay sẽ được cúi đầu chào tất cả quý vị. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em xin chào tất cả quý vị quan khách, các cô chú bác anh chị em bạn gì gần xa đã tới đây chung vui với hai đứa em ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là coi như là tiệc tất niên tổng kết một năm vừa qua của em, với lại là một ngày rất là quan trọng trong cuộc đời. Đó, ngày này của 3 năm 9 tháng về trước là em cua nó. Dạ, dạ mê trai quá trời chịu hết nổi quý vị ơi. Dạ, thì là ngày 24 thì em đã lấy ngày này để là làm ngày kỷ niệm quen nhau. Thì ngày hôm nay đã tròn 3 năm 9 tháng hai đứa em bên nhau, cũng là 1372 ngày. Thì không biết nói gì hơn, chỉ biết nói là mọi người chuẩn bị chờ thiệp nha, mai mốt có thiệp nữa. Dạ. Không cảm ơn. Ờ đó, đâu cảm ơn đâu. Không cảm ơn là không có đi thiệp. Không, cái vụ cảm ơn thiệp là thiệp cuối, còn này là khác. Dạ. Nhưng mà cảm ơn mọi người rất là nhiều vì ngày hôm nay đã có mặt đông đủ tới đây à. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó, dễ cưng dễ sợ. À, xin được mời hai em sẽ cùng tiến đến cái bánh tình yêu tối hôm nay, sẽ cùng chính tay của mình thắp nên những chiếc bánh 1372 tròn 1372 ngày yêu nhau. Rồi mình xích vô nè. Ôm eo, đúng rồi. Rồi đến đến ba sẽ cùng cầu ước và thổi nến nha. Bắt đầu. 3, 2, 1. Rồi thủ tục là còn cắt bánh nữa. Rồi không không chụp hình có đẹp bên kia. Đó. Dễ thương quá. Rồi quý vị ơi nè, tới giờ rồi, ly đâu nè, lên đều hết nè, một nhanh đi nè, cầm ly lên hết rồi bắt đầu mình 1 2 3 sao nè, 1 2 3 vô. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và một lần nữa thì xin được thay lời cho Xin cũng như là Hòa xin được cảm ơn tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay rất là nhiều. Còn bây giờ đang cùng hiện diện trên sân khấu này đó chính là nhân vật chính của chúng ta, cô Xin hay còn gọi là Nguyễn Hồng Sơn. Và ngay giây phút này để cùng kỷ niệm cho 3 năm 9 tháng yêu nhau thì Xin sẽ có một bài hát rất là tuyệt vời tặng chính riêng cho tình yêu của mình. Xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa. Dạ, bài hát này cho em gửi tới người yêu của em nha quý vị ơi. Và sẵn đây em xin gửi tới tất cả những cặp đôi hiện tại đây đang yêu nhau ạ. Từ khi anh nơi sẽ chỉ yêu mình em, cuộc sống trong em đôi thành bông nhìn đẹp xa. Được bên anh yêu anh đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lòng em thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu anh bằng em. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Này hoa ơi em luôn
cần anh thương anh yêu anh rất nhiều. Chỉ cần thấy anh trong em anh phung lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu anh bằng em. Vì tình yêu em trao anh lớn hơn cả đại dương. Này hoa ơi em luôn cần anh thương anh yêu anh rất nhiều. Bằng lòng với em anh sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để em chăm sóc anh như thế này nhé. Trong đời suốt kiếp em sẽ mãi ở bên anh, không bao giờ cách xa. Anh ơi, đã đi tới ngày hôm nay rồi. Và ngày hôm nay đã biết bao nhiêu người chứng kiến rồi. Thì mãi mãi anh nha, đừng bao giờ dừng lại. Và cũng khoe với mọi người luôn, 1372 ngày qua hai đứa em chưa bao giờ nói hai từ chia tay hết. Dặn thì lột dặn dục vậy thôi, chứ còn mua lợi chứ không có nói chia tay nha. Cử lắm. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều vì ngày hôm nay đã tới đây đông đủ dự buổi tiệc em ngày hôm nay à. Từ khi anh nói sẽ chỉ yêu mình em, cuộc sống trong em đổi thay bỗng nhiên đẹp xa. Được bên anh yêu anh đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu em thầm mơ. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu anh bằng em. Hãy vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Này hoa ơi em luôn cần anh thương anh yêu anh rất nhiều. Chỉ cần thấy anh trong em anh phung lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu anh bằng em. Vì tình yêu em trao anh lớn hơn cả đại dương. Này hoa ơi em luôn cần anh thương anh yêu anh rất nhiều. Bằng lòng với em anh sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để em chăm sóc anh như thế này nhé. Trong đời suốt kiếp em sẽ mãi ở bên anh, không bao giờ cách xa. Này hoa ơi em luôn cần anh thương anh yêu anh rất nhiều. Chỉ cần thấy anh trong em anh phung lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu anh bằng em. Vì tình yêu em cho anh lớn hơn cả đại dương. Này hoa ơi em luôn cần anh thương anh yêu anh rất nhiều. Bằng lòng với em anh sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để em chăm sóc anh như thế này nhé. Trong đời suốt kiếp em sẽ mãi yêu mình anh, không bao giờ cách xa.
Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa từng vì anh là người thừa. Anh xin dừng để gói ghém yêu thương đất ở nơi mà không một ai biết được. Em ơi! Alo, được chưa? Cái này á giờ lên bụng quá. Đập bóp nhanh lắm lên miệng không thấy không? Không, em hiểu không? Cái tính nhỏ nhẹ miệng không? Thấy không? Tại vì em ngại quá, còn người quá. Dạ, trong Ngọc Tiên em biết tông nam hay tông nữ nữa. Yêu dễ tình ca em đều muốn tay về tình. Gì đây mấy gì đây mấy gì đây anh hát con đầu em hát con sao hai đứa mình cũng hát một con yeah yeah. Sao gì đây gió gì đây gió gì đây hát con đầu lỡ sao sao anh hát con đầu hát con sao là hai đứa mình hát một con đứa nào chúng ly lên đây chặt giải là nó mất tiêu cái này còn xé này bỏ. Rồi. Sao gì đây số gì đây con số gì đây số gì đây con số gì đây số gì đây khi tháng ngày đây trời đâu mà lạnh giá lạnh này còn hơn cục nước đá chứ lạnh này đâu phải lạnh ngoài da lạnh của mấy bà bóng bê đêm mà chưa chồng không em có chồng rồi đêm đêm cứ ngủ mà phòng phòng ngủ một mình bóng cảm thấy sợ ma một chân kia qua ngủ kế anh bên nhà ngủ được nửa trận nửa được nửa chục sao còn số sáu còn số sáu còn số số đầu tiên ai cầm hàng sáu ai cầm hàng sáu ai cầm hàng sáu ai giơ tay lên ai cầm hàng sáu số tiếp theo là số gì đây sao gì đây sáu gì ra sáu gì đây sáu gì ra an giang có long xuyên măng mà ai đi châu đốc nhớ ghé qua dĩa bà về tình biên nhớ thương em Hà Tiên chiều trên đồng ruộng xanh áo bà ba em chịu hiền thôn đó bời nhắn ai đôi câu người dân chờ mới tăng cho có thu xin đợi chờ nếu có gì quê hương đắp miền tây nhớ thương dòng người em cứ nói sao sao 18 sao 18 sao 18 là sao 18 ai cầm sao 18 là lá cờ xin lo xin dừng chừng tan 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 đây chị lời lên sân khấu luôn chị và dòng đầu tiên đã có người 6, 18 đúng không? Đúng rồi. Lên đây luôn chị. Trời ơi. Chị hên như vả. Trời ơi, thấy gì lùng lùng hơn ghê không? Anh ơi, tắt nhạc anh ơi. Rồi. Chào chị Đất Hòm 3,5 triệu đi em. Cũng mau ước lắm. Em hồi chiều lu bu quá trời, em không có mua gì, em để xin qua chiều lũi cầm về giùm em với chị. Không có cái bọc. Thôi, dạ. Đưa đại đi kia cầm. Dạ, đây chị. Chị đứng đây, chị đứng đây chị. Hôm nay dạ, rồi cung phụng cho anh chị. Anh ơi, camera anh ơi, một tấm hình. Dạ. Thôi để em dựa cây đi. Như vậy đó chị, không vào nha chị ơi, cầm nước hoa mà vào gì chị. Rồi mọi người, vỗ tay cho người may mắn đầu tiên quý vị ơi. Rồi. Và mình sẽ lỡ rồi, mình cho người tiếp theo luôn nha quý vị nha. Ok. Mấy anh chị đó, ăn thổi nam máy nha mấy anh chị. Ok. Dạ. Tiếp tục anh. Rồi nhạc. Tiếp theo anh ơi, lên nhạc lên lại từ đầu giùm em anh ơi. Đừng có xem video nha quý vị. Rồi bà con chú bác ơi, dòng lợi tiếp theo bắt đầu cũng là một chai nước hoa nha quý vị ơi. Sắp cờ lên, sắp cờ lên, quậy cờ lên, sắp cờ lên, quậy số gì đây, mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra. Mời cô bác có dây dòng này trở lại đây. Trở lại đây nghe em kêu xóa. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì ra. Đi vô rừng, bóng con theo làm chi. Rừng u minh, mũi cắn nó làm sầm. Một
con vô. Bắt đầu em kêu lô tô, số gì đây số đầu tiên. Số đầu tiên là số đầu tiên, số gì đây mấy gì đây em bắt con nai. Em bắt con nai, em đánh con nai, em nắm con nai. Con nai em băm con nai, em xào con nai, em nấu con nai, em nắc con nai chạy trước. Còn số 4, bốn gì đây chưa? Bốn gì đây, bốn gì đây là bốn gì đây chưa, 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 chưa. Bốn gì đây còn số bốn. Ai đợi hàng bốn? Số gì đây còn số gì đây, ai cầm hàng bốn? Số gì đây còn ai cầm hàng bốn á, giơ tay lên, vô chế. Số gì đây, số gì đây, khi mình muốn chia tay. Chi tài sản đi anh, đánh đứa con ở bên em. Còn chơi thuốc nổ, em tưởng đâu anh giàu sang. Em nhào vô, em hốt liền. Em nhào vô, em đẻ liền. Giờ mới biết là em ngu, mà còn em sẽ không cần anh đâu. Anh hãy đi đi với người tình mà chấp năm. Là còn 45, 45, 45 là lá cờ hên. Xin lo, xin chừng chừng. Tèn 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 tèn. Rồi rồi rồi, anh đưa cho 45. Mượn 45 của anh coi. 45 quý vị ơi. Cái ông nội này ông trúng hoài luôn. Trời ơi Nam. Ê người nhà xuống đi, hồi cho chai khác. Không, em sẽ thêm một giải đó cho quý vị, ok không? Ok. Ok không? Dạ. Rồi 45 đâu? Đây 45 đây có đúng. Ok anh luôn. Sao? Tặng cho anh trai 33. Chúc mừng thấy mẹ luôn, kêu nhảy xuống. Bây giờ Phan, người nhà, nhưng mà em sẽ, bây giờ em sẽ khui ra cho mọi người coi bên trong nó như thế nào nha mọi người nha. 3.5 một chai nha quý vị. Ok, rồi mình chơi vòng 3 luôn, rồi thêm một vòng đặc biệt cuối cùng nha mọi người. Okay. Vòng đặc biệt chúng lấy cục BD của em. Không, vòng đầu tiên sao nó bỏ biệt thân 10 triệu. Đây là phần quà bên em nè quý vị. Ở lại tới khuya nha quý vị nha. Dạ, yeah. Đây anh. Ủa rồi. Mày, tao còn một đống ở chỗng mày. Mấy cái này như con bò cũng cộng lông, cái me cũng lá. Không có bán bé. Mày thấy tao có like tao bán đâu, mấy con ngậm máu phun người. Bút chó. Trời ơi, em ơi, em chửi vô. Dạ đây, chụp hình anh. Rồi. Đây này, em sóc lên nha, nãy giờ em bóc mà tất sơn nó bóc hoài à. Người ta trúng. Sao về đây coi ra con mấy, con mấy gì đây, con mấy gì đây mấy. Mẹ ơi mấy chị về kìa, mẹ tia tiễn mấy chị dùng con mẹ đây, ơi. Số gì đây, số gì đây. Số gì đây, số gì đây. Vô 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 xe, vô xe. Chốt qua chốt gì, qua gì. Đời như thiết kiều như con chốt còn số 1. Còn số 1 ai đợi hàng 10 nè. Ai đợi hàng 10. Ấy giờ tay lên ai đợi hàng 10 à, giơ tay lên à, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì ra, mười gì đây, mười gì ra, mười gì đây. Mười gì đây, mười gì ra, mười gì đây, mười gì ra. Một vũng nước trong để dành mà tưới mẹ. Đi đi bây giờ bỏ mẹ mà theo trai. Chưa có số, à, chưa có số, à, chưa có số, à, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì đây. Trên trời có triệu gì sao, dưới đất thì chỉ có tao với mày. Rồi sao mày? Yêu tao thì kệ mẹ mày. Tao không yêu lại được cái lộn gì. Tao cũng chưa có số, anh chưa có số luôn mấy chị ơi. À mười gì đây, mười gì đây, mười gì ra, mười gì đây. Với anh em mãi là người tình. Trăm năm con 15, con 15, con 15. Sao người nhà chúng bài vậy? Không, này không phải người nhà. Không nhà hả? Không, cái này không phải người nhà, hàng xóm. Rồi xuống nhạc anh. Không, cái này là mối nhiều chuyện mà chợ. Đây 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 con. Hôm bữa cái bữa mà mẹ em ba bún cá đó, mà mấy bả mà lo em lại nhiều chuyện chút là nổ nhà rồi. Rồi. Ừ, ra mua đồ lần nào cũng ngồi có nửa tiếng đồng hồ. Nó nghe nè, nước hồ này không có cho trẻ em quá 18 tuổi xài. Mọi người ơi, mọi người biết đây là ai không ạ? À? Đây là fan hâm mộ của em ạ. À. Oh. Ngày hôm nay giật ngược, giật xuôi, giật tới lực lui để mà đòi đi theo mẹ của nó, để mà đi theo, để mà gặp được em và chụp hình đúng cái gì. Ờ, chúng luôn nè. Thì em ơi, em bao nhiêu tuổi và em cảm nhận như thế nào về anh Nguyễn Hồng Sơn bóng? Dạ, em 16 tuổi, em rất hâm mộ anh. Em dạ cứ gì em nói. Rồi em, nói đi cưng. Không nói không có quà đó. Tao về tao xóa hình mày, tao block mày luôn. Nói.
Em tên gì mày nói vô cái micro? Tăng thịt mày bây giờ. Em tên Nhai. Trời ơi trời. Vừa lắm trời hại mày. Đâu nói lại nè, hai ba nhẹ nhàng tình cảm. Em tên gì? Dạ em tên Như. Em tên Như. Cái gì Như? Em tên Nhi. Nhi quá trời Nhi luôn, bữa nay ngày hôm nay Nhi lớn Nhi bé gì tôi lúm chưa mà Nhi 16, lớn nó lại 16 tuổi em. 16 tuổi. Ờ. Em hâm mộ Nguyễn Hồng Sơn hả? Đứng bên chân ta. Có không? Dạ có. Yeah. Em hâm mộ cỡ nào? Em hâm mộ cỡ nào? Cỡ này. Cỡ này. Cỡ này là cỡ nào? Dạ ôm cái đi, hâm mộ thì ôm cái nè, đó. Rồi đưa cho nó ba triệu rưỡi đưa về liền đi rồi gì nữa. Dạ quý vị ơi, rồi tiếp tục sau đây. Rồi đó anh mời ai hát, mời đi anh. Rồi. Để em, tục. để em mời, để em mời, để mời, khách mới vô. Hằng kia. Khách mới vô tới chị Hằng liền, để cho idol chị Hằng lên quẩy nha. Em sẽ cho chị gặp idol của chị. Rồi. Trời, tao nhìn trước hoa mà tao tức á, tao không có số mà số gì đâu không. Dạ. Rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng nghe qua giọng hát của những người đến từ Sài Gòn. Người ta đi tiệc ở miền quê nhưng người ta tưởng người ta đi tiệc ở Sài Gòn. Và tiệc gần tàn người ta mới tới. Rồi, tên gì? Sau đây mời qua giọng hát của người đẹp chuyển giới. Cô gái Đài Loan có cây son chính giữa, Lê Quang Hưng à. Một tràng vỗ tay cho mấy người chị của em với quý vị ơi. Dạ. Hey. Mày nha chị. Chạy sao mọi người? Phá đảo mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Mai xa anh lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để em khiến anh nhớ mặn. Thương con gái đau yêu bằng mắt, sao bóng dừng thêm lại lắng. Vô tình rơi dậy không biết anh có nhận. Hình như vậy dù đi chơi tối nay rồi, gặp lại để xem để con khóc hay thôi rồi. Một dàng thơ giấc nhắm con mồm, bọn mình đi đâu đôi anh ấy đi yêu đôi đi. Lúc đi hết đấy. Lúc đi hết mình lúc về hết buồn.
có những mối tình, có những nỗi buồn, có những than thành, yêu nhau mê say, yêu với con tim, yêu hết con tim, khi yêu chẳng trách những gì đâu yêu, có những mối tình, có những nỗi buồn, có những than thành, yêu nhau mê say, không tin thần chi, yêu với giây phút hân hoan, khi yêu ta đã cho nhau thật nhiều. Ta cùng nhau bay lên với trăng sao, tâm hồn say hồi thăm sắc thân hoa. Ta chìm trong mê mông non lỡ, yêu rời xa yêu nhau rời xa 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 cách nhau. Khi tình yêu đến chúng ta chúng ta yeah. Khi tình yêu đến chỉ còn nhớ buồn anh à, khát khao mái nhà hôm em có nhau tháng người. Vũ điệu có đủ hoàng full school đâu. Vô vỗ tay ôi mày ơi, lấy đây chị Hằng. Bao đêm nào bên nhau cùng vui ngất ngây, cho thôi bao nhiêu lời ngọt ngào môi đắm say. Tay trong tay đôi ta hiểu nhau đi trong tình ca, chút ấm áp hôm nào làm người xưa đã xa. Người đổi thay mà tôi đâu có may, vì cho yêu nên đắng cay đắng. Người muốn quên ngày xưa như vòng mây, và mong tôi đừng theo anh chi nữa. Ok chia tay xa nhau đừng anh cứ đi, cứ đắm đuối bên người tiếp gì cùng tình thành của ok mai đây gặp anh đừng mong tôi bước theo đã ta khẽ đặt tình thì gặp nhau sẽ làm vô nào sắp học tức bụng quá nè. Lá có nổi rồi. Dạ rồi anh ơi. Có gì đây xuống gì ra. Có gì ra con có gì đây xuống gì ra. Bê đê Con số năm. Ai đợi hàng năm? Ai cầm con năm? Năm gì đây? Chê ơi chê theo em về quê đi chê. Mình về ruộng đồng sông nước miền Tây. Có bên lưng gò đen thủ thừa. Mình uống nước vừa rồi mình chê đây đây. Chê kéo qua đây quê với mình miền Tây. Con năm mươi con sao mày ca cái gì mà nặng tông quá vậy? Con năm mươi mai mình đi Long Xuyên là con năm chục nguyên. Nguyên năm mươi là con năm chục nguyên. Năm mươi nguyên à, số gì đây là lá cờ hên. Xin lô xin dừng phát tiếp luôn người tiếp theo luôn. Phát câu số gì đây rồi số gì đây mấy gì đây mấy với gì ra con số gì đây số gì ra mày ca số đầu tao số sao đi còn con chó số gì đây mấy gì đây mấy gì ra mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì ra mấy gì đây số gì đây số gì ra số gì đây mấy gì đây mấy chưa có số mấy gì đây đó câu chờ mấy gì đây mấy gì ra mấy gì đây mấy gì ra mấy gì đây con số bảy. Con số bảy á, bảy gì ra? Cái gì mà lãng giang vậy má? Mày á mày. Số gì ra con bảy gì đây, bảy gì đây, con bảy gì đây, số gì ra? Kể từ lúc công được theo chiều, rời cát xuống hoàng cung. Sao nè?
thầm lo cho mối tơ do đơn xuất duyên ta theo dịch mò. Cái từ lớn cũng dọn lên đèn thơ bước theo hậu trường mới hay thì ra con mặt nhịp xưa hai đứa công cơ khuya ư ừ bảy mươi tư bảy mươi tư bảy mươi tư là lá cờ lên xích lô xanh dần dần tan 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 tan. Đã đủ hai chủ nhân chúng vậy. Nghe nè, tại sao vòng đầu mày ba chủ mà giờ mày còn có hai chủ gì? Sao mày keo quá vậy? Hết rồi. Ủa? Alo? Sao keo vậy? Hả? Ủa? Chị em tụi tao chưa trúng mà đúng không bà? Chị em tao chưa trúng mà. Ủa má là sao má? Mọi người ơi, chuẩn bị khăn giấy nha mọi người, chuẩn bị khăn giấy. Thank you.
đau lòng đó mẹ. Mẹ chứ con mấy cái gì là vậy? Mẹ mẹ hát mẹ khúc này nè. Con nhớ đơn xin là thường giấc gái ngồi đầy tầm đô con nhé. Thượng thương dương đức thân cho người con tha chầu giữ gìn tiếng sách cho dân gian ta thầy chung. Phật đi nghe con nghe của mẹ ngoan. Con biết rồi mẹ. Mai kia con to con đi lấy chồng. Con lấy chồng kế hoạch chứ có xa xôi gì đâu hả? Dân ngàn ta cái nồng nhau. Cuộc đời sẽ qua xa xuống đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.